Chào các bạn, hôm nay anh Phi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến với các bạn qua một cái nhân vật mới của dòng đồ chơi Chiến Long Xạ Thủ phần 3. Nhân vật kế tiếp của chúng ta sẽ là Đại Bàng Cuồng Phong siêu cấp với mã hàng là 80220. Và phía trước chúng ta màn hình đó chính là cái giao diện mà của cửa hàng Abo trên Sendo, nó sẽ hiện ra như vậy. Và anh Phi cũng sẽ insert cái link này phía dưới cái phần diễn giải cũng như là cái comment đầu tiên để các em dễ truy cập về và mua hàng, giao hàng tận nơi, thu tiền tận nơi luôn cho các bạn ha. Nhưng mà các bạn nên nhớ là nên thông qua với ba mẹ trước khi quyết định đặt hàng á các bạn ha. Rồi thì anh Phi sẽ chuyển qua một cái góc máy để anh Phi giới thiệu thêm về cái phần kế hoạch làm việc của chúng ta ngày hôm nay. Trên bàn làm việc của anh Phi hiện nay sẽ là sói tím bóng đêm. Anh Phi review ngày hôm qua và anh Phi vẫn giữ nguyên lại cái hiện trạng để chúng ta có thể kết hợp vào đại bàng cuồng phong. Nhưng nằm đây thì hơi khó xử lý cho nên anh Phi sẽ cho nó qua một bên đó các bạn ha. Và ở phía đây là chính là đại bàng cuồng phong của chúng ta đây các bạn. Đại bàng cuồng phong dòng siêu cấp nó sẽ có một cái hộp thiết kế nó giống tương đối với nói chung là rất là giống với những cái hộp hàng dòng siêu cấp, nó chỉ khác về mặt nhân vật mà thôi. Cái hộp hàng này do nó ép nhau và nó bị dính đó các bạn ha. Nó bị dính cái phần của hộp hàng bên cạnh cho nên nó có một cái đường dày. Chứ cái hộp hàng của nó thì không bị như vậy đâu hết các bạn ha. Và tất nhiên là trong cái phần siêu cấp á thì nó sẽ có 4 cái chiến lưng gió, 6 cái chiến lưng gió, 1 chiến lưng bạc, 1 chiến lưng thần thú. Chiến lưng thần thú thì nó chỉ có trong phần nâng cấp và phần siêu cấp thôi nha các bạn nhé. Trong phần chiến long thì nó sẽ không có cái chiến lưng siêu cấp này. Chiến lông thần thú này và nòng ngắm siêu cấp tay cầm khuếch đại ống chiến lưng thì nó cũng không có cái gì khác hết. Nhưng mà để review trọn vẹn cho cái nhãn hàng này thì anh Vi sẽ xoay một vòng cái hộp này. Đây chính là đại bàng cuồng phong phiên bản tiếng Việt của chúng ta đây, siêu cấp. Và phía bên này đó chính là những cái nhân vật siêu cấp mà chúng ta sẽ thấy. Và cái sự kết hợp này chứ không ngờ hẳn sẽ là rồng đỏ bão lửa cộng với lại sư tử sấm sét đâu, mà nó sẽ có sự tùy thích ở các bạn thích kết hợp con nào thì kết hợp con đó. Giống như ngày hôm nay anh Huy sẽ kết hợp đại bàng cuồng phong cùng với sói tím bóng đêm, chứ anh Huy sẽ không kết hợp giống như là trên cái hộp này nó kết hợp ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái mặt sau nữa sẽ là xong. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phi cũng đã tranh thủ thời gian nhất định để anh Phi review cái hộp chiến long hỏa thần này rồi. Và cái đoạn clip cũng đã up lên trong sáng nay rồi. Nhưng do cái máy anh Phi bị hư trong những ngày qua cho nên anh Phi không có làm cái phần điểm tin về hình ảnh tại cửa hàng được. Tại cửa hàng nó không có phần mềm làm phim. Cho nên có thể trong chiều nay anh mới ra phần điểm tin về hình ảnh của chiến long hỏa thần. Nhưng trong trưa ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái đoạn clip giới thiệu về đại bàng cuồng phong siêu cấp và sự kết hợp nó như thế nào. Thực sự ra nói thì nói như vậy nhưng rất là dễ, chúng ta chỉ cần gỡ cái phần kính ngắm mục tiêu này ra và chúng ta gắn cái con chiến lông của chúng ta vào thôi. Nhưng tai nghe mắt thấy sờ mó thì nó vẫn hay hơn là cái câu chuyện mà lý thuyết nó là như vậy các bạn ha. Và bây giờ anh Phi sẽ khui cái hộp hàng này ra. Đây sẽ là cái đồng tiền chiến lưng thần thú của sói tím bóng đêm. Và tất nhiên là những con thú nào bốn chân thì cái đồng tiền nó sẽ có bốn cái chân. Những con thú nào không có bốn chân thì nó sẽ mọc ra hai cái cánh. Nó có bung ra hai cái cánh. Nhưng riêng con rồng là một con thú trong truyền thuyết, nó cũng có chân nhưng mà thông thường nó bay trên trời. Cho nên khi làm cái chiến lưng cho nó thì nhà sản xuất quyết định là cho nó bung ra hai cái cánh chứ không phải bung ra cái chân ha. Thì trong bất kỳ một cái bộ nào đó về chiến long thì nó cũng sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn. Mà tờ giấy hướng dẫn này thì đa phần nó sẽ giống nhau hết ha. Nó không có khác biệt gì hết từ cái dòng cơ bản, từ cái dòng nâng cấp, siêu cấp rồi lên tới cái dòng chiến long luôn. Sáng nay anh Phi review mà anh Phi lại quên cái tờ giấy hướng dẫn này. Nó giống nhau lắm các bạn, nó không có gì khác hết. Nếu các bạn đã xem qua cái clip này rồi thì các bạn cũng không cần quan tâm tới cái tờ giấy hướng dẫn này để làm gì. Nhưng mà nếu có được thì các bạn cứ xem, tại vì có những cái gắn vô đầu anh Huy cũng không biết nữa. Tại anh Huy không có chơi nhiều cái này, anh Huy chỉ mang đến cho các em những cái đoạn clip giới thiệu chung về những cái dòng sản phẩm thôi. Còn chơi như thế nào thì phụ thuộc vào tài năng của các bạn rồi ha.
Rồi bây giờ anh Phi thì tiếp đến và anh Phi sẽ chỉnh góc máy một chút xíu cho nó trọn vẹn cái khung hình ha. Rồi các bạn, phía trước mặt các bạn đó chính là đại bàng cuồng phong siêu cấp, và tất nhiên cái tay súng của nó sẽ là màu xanh dương các bạn ha, màu xanh dương đấy, rất là dễ thương. Và ở đây giống như một cái sân bài ha. Bạn kia kêu anh Phi một cái trí tưởng tượng điên rồ hay là một cái trí tưởng tượng ảo tưởng gì đó ha. Rồi cái vấn đề còn lại là ráp vô nó rất là dễ. Đây là cái nút, luôn luôn cái nút nó nằm đây hoặc nằm đó đâu đó trên cái này, nhưng riêng a bo thì anh sẽ xoay hai cái lỗ và anh dùng dây rút này anh rút lại cho không có mất cái này ha. Nên nhiều khi gửi đi nó đập qua đập lại để nó rớt ra khỏi cái hộp, rồi xong rồi các bạn khi rút ra nó bị rớt nè. Đây rồi anh Phi sẽ gắn cái đầu vào, nhưng để gắn cái đầu vào được thì anh Phi phải gắn cái ống chiến luân siêu cấp này vào cái đã, sau khi đó anh Phi mới gắn cái đầu vào. Ngày hôm nay có vẻ là cái clip của chúng ta sẽ rất là rõ, bởi vì anh Phi vừa mới mua lại cái điện thoại mới để quay phim cho các em xem. Cái điện thoại cũ của anh Phi nó bị hư nút nguồn, và vô tình anh Phi hôm đi thay cái thẻ nhớ, anh bấm vô nút tắt nguồn rồi xong anh đi đem giục cái điện thoại cũ của anh Phi luôn rồi. Cái hình ảnh cận cảnh của chúng ta nó sẽ là như vậy, khá là đẹp ha. Đấy, rất là dễ thương, nhựa rất là cứng cáp để chúng ta có thể cảm nhận ha. Đấy, anh Phi móc cái này ra đây, gắn cái chui này vô, gắn cái đuôi cái cò này vô rất là dễ dàng, bấm cái cốc cái là nó sẽ vô ha. Rồi chúng ta bỏ chiến luân vào là chúng ta có thể bắn được rồi. Ở đây anh mượn một cái chiến luân màu vàng hàng phay ha, bắn ra đó, nó bay ra ngoài đó các bạn ha. Rồi xong chúng ta có thể tiếp tục cài cái này vào ha. Nhưng để cài vào được thì chúng ta phải gỡ cái tay, tùy các bạn cài phía trên này thì gỡ tay này, cài phía dưới này thì gỡ cái tay này. Rồi đây chúng ta sẽ gắn vào ha. Rồi, dính đơn giản vậy thôi, cần lấy ra thì bấm ở đây một cái thì chúng ta sẽ lấy ra, và tất nhiên là nó sẽ trọn vẹn, nó sẽ là nó có thêm một cái này gọi là cái gì ta, cái miếng xanh này nó gọi anh vẫn chưa nhớ tên được, nó gọi là khiên tấn công nha. Gắn cái khiên tấn công vào trước rồi chúng ta mới gắn cái con chiến long vào cái cây dây cầm quách đại này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn gắn sao á, các bạn khi mà đè vô vậy á, các bạn cũng sẽ con chiến long của chúng ta nó cũng sẽ rớt ra ngoài thôi ha. Rồi chúng ta cho vào đúng vị trí của nó là chúng ta đẩy vào thôi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ gắn con chiến long của chúng ta vào là tạm ổn ha, tạm ổn. Rồi đây ha, và khi gắn cái nòng ngắm siêu cấp vào thì cũng rất là dễ dàng, và gỡ ra nó cũng dễ dàng thôi. Đây thấy không, đây gắn vào này, nó có cái ba cái chấu tương ứng với một cái lỗ này và hai cái ngàm rãnh này hai bên, và chúng ta chỉ cần đẩy vào thôi ha. Rồi xong, dính vào như vậy là ổn ha. Đây xong cần lấy ra thì bấm lấy ra rồi cần bắn thì bỏ vào, không có tay cầm phách đại chúng ta vẫn bắn được bình thường ha. Nè đó, rồi rồi chúng ta bỏ vào thôi. Đấy, anh thấy cái con màu xanh này nó rất là đẹp, nói chung là màu nào cũng đẹp hết, nó rõ ràng ha. Đây hai con đấy, hai con này khi kết hợp với nhau thì con tím nó sẽ nằm ở phía trên này, anh sẽ gỡ con tím ra ha. Đây. Rồi anh Phi sẽ gắn lại cái tay của con tím ở phía trên này cho nó đẹp ha. Rồi. Rồi, anh Phi gắn gỡ cái tay bên này ra được chưa. Rồi, anh Phi kết hợp lại sự kết hợp giữa bóng tối và bầu trời ha. Con này đại diện cho bầu trời, đại bàng cuồng phong đại diện cho bầu trời, đại diện cho gió, và đây là sói tím bóng đêm đại diện cho bóng đêm, đại diện cho một cái thế lực nó tối, nhưng mà thực sự trong ngành đồ chơi trẻ em thì nó không có tối đến mức độ đó. Tất cả các nhân vật đều có thể quay đầu chuyển tâm hồi ý để có được. Vậy thì anh quan niệm rằng là chúng ta có thể bắn hai đồng tiền ra hay không? Này anh Phi sẽ bỏ một đồng tiền màu vàng vào
và anh Phi sẽ bỏ một đồng tiền màu tím vào hạng phay hết nhé. Và anh Phi quan tâm là khi anh bóp cò nó ra hai cái đồng tiền này hay không ha. Đó, nè 1, 2, 3 à, nó đang bay cái đồng tiền màu tím ra, có vẻ là nó đang có một cái gì đó nó rất là cứng các bạn. Anh Phi vẫn chưa à, anh Phi đang ở cái tư thế cứng ở bên này. Hai cái này nó phải đồng bộ nha các bạn ha. Cái tư thế bên này là gia tăng lực, còn cái tư thế bên này là lực cơ bản ha. Cho nên là khi bóp nó sẽ rất là cứng. Và nên nếu gia tăng lực thì cả hai bên đều gia tăng, còn nếu cơ bản thì hai bên kia đồng kia cùng cơ bản hết đó các bạn ha. Chứ để con bắn ra trước, con bắn ra sau. 2, 1 Rồi con bên này cứng hơn nữa nè, do cái vấn đề nằm ở chỗ này, thì do cái tay này nè các bạn, do cái tay này nó vẫn còn ở tư thế là gia tăng lực, cho nên nó là nó sẽ còn cứng, gia tăng lực bắn gấp 5 lần á, nó còn vẫn còn cứng, cho nên anh phải hạ xuống luôn để cho hai bên nó cùng là cơ bản hết, cho nên nó cùng cái lực áp lực nó bắn ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu một bên mà gia tăng lực, một bên lực cơ bản thì nó sẽ cứng một bên và một bên thì bắn ra, cho nên hai đồng tiền nó không bay ra một lượt các bạn. Đấy, thấy không? À, bỏ vô ha. Rồi đây anh Phi bóp cò ha, nè dẫn máy 2, 1 thấy không, nó bay ra một lượt ha. Đấy, đây một đồng nè, do cái góc của chúng ta không đủ rộng cho nên là chúng ta sẽ rất là khó thấy được hai đồng tiền bay ra cùng một lượt. Cho nên để chơi được cái này, chơi được cái này một cách trơn tru, thì chúng ta khi gắn vào chúng ta phải quan tâm là lực bắn của cái con này đang ở đâu. Một là cả hai tay này cùng hạ xuống là bắn ở mức độ lực thông thường. Hai là cả hai tay cùng dương lên thì lực bắn nó sẽ nâng cấp, là mỗi bên gấp 5 lần. Cái tay cò bắn này sẽ rất là khó bắn tại vì nó nặng đó, mà nó sẽ chịu một cái lực dài nữa. Cho nên là anh khuyến cáo các bạn nên bắn ở lực thông thường để tránh là cái đòn bẩy ở đây nó quá dài và nó sẽ xảy ra gãy các cái cơ ở phía trong này. Còn nếu các bạn quyết định thử thì nếu chịu gãy thì chịu thua ha. Đấy, cho nên là khi bắn chúng ta phải nâng hay là giảm cái lực bắn ở chỗ này thì tùy các bạn. Nếu nâng thì nâng hết, giảm thì giảm hết, chứ đừng bên nâng bên giảm. Thì khi bắn ra, bên yếu thì nó ra trước, bên mạnh thì nó ra sau, mà bên yếu mình đè nó ra trước hay ra rất là nhẹ. Cho nên chúng ta phải đồng bộ cái lực bắn ở phía trong này ha. Đó là điều mà anh Phi sẽ gửi gắm, anh Phi sẽ chia sẻ với các bạn là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện review cái sản phẩm đại bàng cuồng phong siêu cấp ha. Anh Phi trả cái con sói tím đã có sự kết hợp cho các bạn xem, các bạn cũng đã thấy và các bạn cũng đã chiêm nghiệm qua, và cũng anh Phi cũng đã gửi đến các bạn một vài lời khuyến cáo qua vấn đề về đồng bộ quá lực của hai con. Khi ráp vô thì dễ rồi, nhưng khi chơi nó một bên cứng một bên mềm, nói chung là một bên gia tăng 5 lần, một bên bắn lực thông thường, thì bắn lực thông thường nó sẽ bay đồng tiền ra trước, nhưng do cái này nó không đẩy lên, nó đẩy đồng bộ hai bên, cho nên này nó không đẩy được, cho nên này đẩy chơi rồi nó bay ra rất là nhẹ, cho nên mình phải đồng bộ lực hai bên. Nhưng nên nhớ khi các bạn gỡ ra, các bạn đưa vô thì đôi lúc lại quên cái tay này. Cái tay này các bạn hạ xuống nhưng cái tay này nó vẫn còn nằm ở ngang như vậy. Vậy thì thằng này vẫn gia tăng lực ở một mức độ nào đó. Vậy thì nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên trước khi các bạn gắn vô thì các bạn nên ở hai tay như vậy. Đấy ha, hai cái tay gắn chuẩn cái đã. Quyết định gia tăng lực thì gia tăng hết cho hai con. Xong sau đó chúng ta mới gỡ một cái tay ra chúng ta gắn vào. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bắn ở lực thông thường hết, rồi chúng ta mới gỡ vào chúng ta gắn vào. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho con xanh này ha. Con xanh này cũng vậy ha. Rồi, vậy thì các bạn đã hiểu được vấn đề cơ bản của vấn đề khi lắp ghép. Nó không đơn giản như chuyện gắn vô là chơi. Các bạn bóp mà các bạn siết quá, trong khi đó cả hai cùng không đồng bộ về vấn đề về lực thì cũng chịu thua thôi ha. Rồi, thì để tiếp tục trong vấn đề review cái sản phẩm đại bàng cuồng phong thì cũng đơn giản rồi, nó cũng không còn gì để nhiều hết. Đơn giản là anh Phi sẽ gài cái này vào. Rồi mà anh Phi sẽ phân tích thêm cái vấn đề là cái nòng, cái kính ngắm này, kính ngắm mục tiêu này, và gắn cái này vào cho nó đồng bộ ha. Đấy, này, cho nó ra một cái con chiến long siêu cấp chính xác luôn. Lấy từ ở dưới lên thì nó sẽ dễ dàng hơn ha. Mồi ở trên rồi nhiều khi nó gãy một cái ngàm cái khớp nào đó thì sẽ không hay lắm. Đây. À, rồi
cái nhân vật chiến long siêu cấp của chúng ta nó nằm đang nằm ở đây, và nhiệm vụ của chúng ta là review cái chiến luân này. Chiến luân này là chiến luân thần thú, đẹp ha. Anh Phi sẽ cận cảnh luôn cho các bạn xem, xem cái máy anh Phi cận cảnh được tới đâu. Đấy, anh Phi làm đồ chơi riết là các cái ngón tay của anh Phi nó sẽ rất là khô và nó sẽ bị tróc ha, những cái khóe như vậy ha. Đây cận cảnh rất là đẹp ha các bạn ha. Đấy, anh cũng bắt đầu thích cái máy này rồi đó ha. Và ở đây anh Phi sẽ có 6 cái chiến luân xanh là chiến luân của gió, và ở đây anh Phi sẽ có một cái chiến luân bạc. Anh Phi sẽ không cần phải review gì nữa chỗ này, tại vì các bạn cũng đã quá đầy đủ thông tin rồi. Có rất là nhiều kênh review, nhất là kênh của My Kingdom, họ đã review đầy đủ các sản phẩm rồi. Và anh Phi chỉ làm lại một lần nữa theo một cái hướng khác, một cái phong cách khác thôi, cận cảnh hơn một chút xíu thôi. Không nói về những cái diễn thuyết, không có nói về ta sẽ là như thế nào, mà đơn giản đây là những sản phẩm ha. Rồi, anh Phi sẽ dừng cái sản phẩm mình ở đây, và anh Phi sẽ chuyển tải nhanh vào YouTube để các bạn có thể xem được ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác giới thiệu về nhân vật gấu cam hoành địa và sư tử ánh sáng, xem coi sự kết hợp đó có gì đẹp hơn hai cái nhân vật này hay không ha các bạn ha. Và bây giờ anh Phi sẽ để ở đây và không nói gì thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn.